ý kiến của bạn nha con tem đã chưa xanh đó tem đã chưa xanh xanh tem mình đánh không lại đâu à. rồi ok Chưa ad... ID... hello idol, ad... ID ad... ID là... dán tem. Ad... là một năm sáu năm năm hai một năm sáu năm năm hai rồi ok vô đi kề nha chào long nha long ơi dẫn nam hơi no ăn ok nha tôi tuồn tôn trọng ý kiến của bạn Nguyễn vô đi non vô đi vô đi vô đi anh em tại sao cứ kết vậy sao cứ reo vô vậy mấy đâu nguyễn nam cây 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 alo đi trận này của chúng ta là anh em 25. 525. Qua chiến Rồi ok anh em vô lại đi anh em ơi. Vô đây vô lại vô lại. Nguyễn Nam, hello. Sorry anh em nha, do cây cây bên bên kia là bạn mời mời ông Huy nên nó, nó nó kích anh em, nên ông Huy bây giờ tạo lại phòng mới cho anh em và mọi người chơi nha sorry sorry ai mà bị kích là sorry nha, đấy là không phải là uh, của, đấy không phải do ông hơi chu phải không, do bạn ông hơi á, thấy nó cứ kích anh em á, ông Huy hơi tạo cái 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 game khác cho anh em đánh. Con chim non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo, <laughs> được, ông hơi nói ông hơi lo được, là ông hơi lo được mà. Nghĩ là chỉ là nháp hai trận đầu thôi Chứ còn bây giờ mà ông Huy nóng tính ông Huy, ông ganh toàn bằng đồ rồi chứ Rồi vào không đánh mà Không không ông Huy nói đâu đó Bạn của ông Huy kích nên ông Huy tạo phòng khác đâu nè Nhức lưng không ấy không fan ơi To pick. Còn con John với Helen Khó lắm mới vào được đây Có gì đây mà khó uh. turn to pick. Đồ view lên đi rừng mắc Nghĩa mẹ đâu khi chơi gấu tối ngủ cũng mơ thấy gấu mặt trời lộn ruột nha anh em <laughs> Là, làm gì mà, mà tới gấu sáng nay cao vi uổng dụ chính của xem sáng nay cao vi hơi buồn nhờ cảm ơn hai nghìn bảy để follow nha hơi nha cảm ơn bạn nhiều ông hơi lại đi 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 pháp sư à Chọn lại pháp sư lại win nữa sẽ thu cái nào đâu mới sẽ thu chưa sơ à lâu không giờ thấy người ta cứ cầm sơ á đó không hơi cầm sơ ly ke ăn trận thử đi. làm trận sơ nha nhà em, mày đây là lần đầu tiên hơi đánh sơ nói chuyện ở miền trung nữa rồi ấy ok chào bí linh sát thu nha đúng rồi hơi là người miền trung người bình định nha <laughs> sao không làm với tiếng mà lách nữa ấy mình có thời gian con đó không mặt cười tít mắt <cười> không con gì ông hơi cũng biết đánh đó, đó. thật sự luôn á con gì cũng biết đánh mà ông biết đánh hay hay giờ thôi <laughs> nhưng mà ông Huy gánh tem được ông Huy nói ông Huy gánh tem được là ông Huy gánh tem được thấy ông Huy cười cười vậy chung Huy uy tín lắm linh cũng vậy hơi ở đâu hơi hơi đập đá ăn nhân bình định đập đá ăn nhân bình định nha